đây là ở đâu? Sao đi hoài không thấy? Ơi bầu ơi, bà ta đi làm gì? Thôi ta mệt quá. Ta cũng mệt lắm rồi. Không biết đây là nơi đâu mà cháu không thấy một bóng người. Dân làng của chúng ta đâu hết rồi? Chắc bọn nó chết mẹ hết rồi. Ta đói quá. Ta mệt quá. Mệt lắm không? Ta đói quá, ta khát quá. Thôi cứ ráng đi đi, sắp tới rồi. Sao người thấy... ta thấy ở trước không? Ta thấy toàn là cây. Đi thẳng vào trước là con nước đó, đi. Đây là ở đâu mà sao không thấy một bóng người? Đi cả 2 ngày trời rồi, ta đói quá. Đây ra đây chứ là đâu? Người cứ đi đi ra chỗ này. Đi, cái gì? Cái đây, sao nó nặng quá, chắc ta vứt mẹ nó đi. Ta đã cho người làm vũ khí phòng thân mà sao người đòi vứt? Nhưng không phải là do mày yêu à? Đi cả mấy ngày trời mà không có cái gì vô bụng. Ta khát, ta đói. Mới mấy ngày trước người mới ăn của ta hết rồi. Ta chưa rên mà người rên cái gì? Ta ăn có bao nhiêu đâu. Thức ăn của ta người ăn hết rồi. Ta chưa rên mà người rên cái gì? Thôi đừng có nói nữa, để dành năng lượng đi. Nói hơi nhiều rồi. Mà bây giờ chắc ta không đi nôi nữa đâu. Ráng đi đi. Ở trước kia có nước kia, đi nhanh lên. Ta thấy nó chỉ là một khu rừng. Khu rừng đã bò hoang, còn người nào không thấy một bóng người. Mấy thằng ấy nhưng mày thấy không được đâu. Chắc ta phải chết ở đây. Đi nào, đi lên, ta đói rồi. Ta đói qua, ta khát qua, chắc ta không đi nữa đâu. Đi lên, chắc đói rồi đó. Ta đói qua. Tới nơi là mình được uống nước, ăn cơm ăn đồ. Ngươi có cái gì cho ta ăn không? Không, ráng đi đi, sắp có đồ ăn rồi. Cố lên, sắp tới rồi. Ta đói quá. Nhắn lên đi nữa đi. Ta khát quá. Ta đói quá, ta mệt lắm rồi, ta không đi nữa đâu. Còn một chiều nữa thôi. Đói quá, ngươi có cái gì cho ta ăn không? Không, ta hết rồi. Ta không đi nữa đâu. Dặn lên, sắp tới rồi. Đi cả 2 ngày chơi mà không có cái gì bo vào bụng. Ta mệt quá. Sắp tới chỗ con nước rồi. Đi lẹ lên. Để gì ngươi con ta thì ta đi, không thì ta chết ở đây luôn. Cái mẹ ngươi cho ngươi chết luôn, ta đi trước đây. Đợi ta với. Sao ngươi không chết luôn? Sắp tới rồi, đi nào. Ta không đi nữa đâu, ta mệt lắm. Đi. Ta đói lắm, giờ ta đi không thôi. Đi nào, sắp tới rồi. Tới rồi chúng ta sẽ được đặt chén thôi mày. Đi. Đi cả 2 ngày chơi, ngươi cứ nói tới miết mà đi tới giờ. Các tao thấy có tới đâu. Tới cái nơi nào mà không có một bóng người. Rồi. Ta không đi nữa đâu. Ta ngọt đói lắm rồi, ta mệt lắm rồi. Chuẩn bị lên trên kia là chúng ta có thể đăng chén thôi mày. Nói gì? Sắp tới rồi, cố gắng lên. Câu này ngươi nói lần thứ N rồi mà ta có thấy có tới đâu, đi cả 2 ngày rồi. Cứ gần tới rồi, cố lên. Đi hoài mà không thấy cái gì hết, chỉ toàn thấy cây và cỏ. Không thấy một con suối nào luôn. Ta khát, ta đói lắm rồi, ta không đi nữa đâu. Lần này nữa thôi, sắp tới rồi. Không, ta không tin ngươi nữa. Ngươi nói lần này là lần thứ bao nhiêu rồi ta không cần nhớ. Nhưng mà ta nhớ ngươi nói gần tới rất là nhiều rồi. Không, nhưng mà gần tới rồi, ngươi tin ta đi. Không, ta không đi nữa. Đi. Thôi, chắc tao chết ở đây luôn cho nó yên. Ta không đi nữa đâu, ngươi đi đi, ta đói, ta khát lắm rồi. Vậy bây giờ ta làm sao ngươi mới chịu đi? Ngươi kiếm gì cho ta ăn đi. Ta vậy... đói, ta khát quá, ta không đi nổi. Vậy được rồi, ngươi ở đây đi, để ta đi. Ta đi kiếm cái gì về cho ngươi ăn? Ngươi đi đâu đây? Ta đi kiếm cái gì về cho ngươi ăn chứ còn đi đâu nữa. Thôi được rồi, ngươi đi đi. Rồi ta đi đây. Ngươi đi đâu đây? Ngươi bỏ ta luôn à? Thôi, ta đi một xíu rồi ta quay lại. Chờ đó. Được rồi, ngươi đi đi. Đi nhanh không là ta chết ở đây luôn đây. mình đi hôm nay cũng bằng no mà sao mình không mệt mà nó mệt gần chết. Chim đực to thế. Chim của ta mà. Chim của ta. Chim của ta. Ta bớt ăn rớt không? Trả chim cho ta. Tổ cha nó cắn đau quá. Chim của ta ăn. Đây, mùi đạn của ta đây. Chim của ta mà. Mùi tên của người kia. Con chim, người đưa đây. Con chim bắn nằm ngay đây, mùi tên ta bắn nó ngay đây mà. Người bị... Chim ngay đây. Mày bị ngu à? Mày bắn này đấy, chim ngay đây. Mày ngu à? Đâu đấy này? Ta là thổ dân, quân dài. Cha ta là tộc trưởng hồi quân quê. Ngươi là ai mà dám cướp chim của ta? Của ngươi thì mau đâu. Tên của mi đâu? Người mới nhặt lên tên của ta đây. Máu của nó đâu? Đây đây. Mày. Ta bắn đây đây. Con chim nó nằm ngay đây thì nó đã chết rồi. Là chim của ta. Mày khôn thế. Cái viên đạn của ngươi sao mà được lồ như cái này được? Nói chung là chim của ta. Bố thằng điên con nhà đây. Ngươi là bộ tộc này mà sao da ngươi trắng dây đầu tóc vàng vàng mạch độ thì gom như cho chợ. Mà ngươi sao lại cướp chim của ta? Nhà đây. Bố thằng điên. Người đi. Trả chim cho ta không ta bắn. Người bắn cái gì mà tiếng to thế? Đây là súng. Súng là cái con que gì? Súng à, là súng. Là súng. Nhưng mà con chim này là chim của ta. Trả chim cho ta. Trả đây. Trả chim cho ta. Trả chim. Bố đang điên đấy. Chim của ta mà. Chá đây. Chim bà cha mày. Chim của ta. Con đuôi. Con đuôi à. Nó con chim. Con đuôi. Con đuôi à. Nó con chim của con. Điên này. Con đuôi à. Nó giết nó. Con đuôi à. Con đuôi. Con đuôi. Nó con chim của con. Con đuôi ơi. Ồ. Có gì thế quân dài? Quân dài ơi. Có gì thế? Thằng nào? Mày là con nhà ai? Thằng bộ tộc nào đây chết Ngươi là ai? Ngươi đến đây làm gì? Sao ngươi lại cướp chim của ta? Chim này ta bán. Chim của ta bán? Chim ngươi bán à? Chim của ta bán. Ngươi trả chim cho ta không thì bao. Trả đây. Trả chim cho ta. Ngươi trả chim cho ta này lên. Bắn đi, bắn nó đi. Bắn nó đi. Con đuôi ném ra để ta bắn nó. Mày bắn nó đi. Mày bắn nó đi. Mày bắn nó đi. Trả chim đây. Ngươi bắn cái gì mà thương tao thế? Quên mà cũng ngon. Cái này là cái gì? Bóp cô hết thân mê mặt bây giờ. Cái nông là cái gì? Cái nông. Cái này là cái gì mà sao tuyệt mà to thế? Tao ta mượn chút được không? Đẹp thôi. Cái gì thế? Tao ta mượn đi. Mượn xíu thôi. Hay thế nhờ. Đây của người lớn dùng, không thuộc trẻ em không được đụng vào. Ta trên 25 tuổi rồi. À, người 25. À, không, người cha chim cho ta, ta không cần nữa, cha chim đây. Ta 24, ta 25 rồi, mình chưng rồi. Chưa được thấy cái đó, nhưng mà giờ cha chim cho ta. Chim của ta. Chim đây. Cha. Được cha rồi. Cha. Ta thấy hai người cũng đói bụng rồi. Cho hai người đó. Ta nể tên ngươi là bố tập mới, nên ta tha chết cho ngươi đó. Đi đi. Bố thằng nhóc này chạo chạo rồi giỏi. Đi đi, đi đi. Ta kiếm con khác nha. Đi đi, chúng ta giết người đó, đi đi. Ta kiếm con khác nha. Ừ, kiếm con khác cô hơn mà mang vào đây nha. Này, bố thằng điên. Bố thằng điên. Với con chim này đây. Ta không biết. Hơn qua, ta bắn chặt mà mày ta. Có hai người nó sợ nó bò lại đó. Chúng ta bắn chặt mất rồi. Vặt lông con chim nữa ăn nhé. Con chim này cần gì vật lông, để dây ăn cho ngon. Thế à? Ừ. Ăn con này này, mình chỉ cần nấu thôi mình ăn luôn, ngon lắm. Sao nó cứ hung hung như thế này? Ta không biết. Mình bỏ vào bếp lửa là nó chết hết thôi. À, nó cắn ta. À, nó gì rồi? Nó chạy, nó chạy. Nó chạy rồi. Giết nó, giết nó. Để ta bắn. Người giấy đi. Ta khát nước quá, người khát không? Ta khát quá, ăn no giờ mà giờ khát quá. Thôi tao không đi tìm nước gì uống đi. Ta không đi đâu hết. Ta ở đây. Cái mi cho mi chết luôn. Tao đi. Ừ. Đi không? Người kiếm gì cho ta uống đi, ta khát quá. Nữa hả? Ừ. Vậy thôi. Nhưng mà ta nói đây là ngựa, ngươi đi không? Ta không đi đâu, ngươi đi đi. Chắc chưa? Được rồi, ngươi đi đi. Tao không. Vậy rồi, cho chết mẹ ngươi luôn, ta đi trước đây. Ngươi đi đâu đấy? Ta đi lấy nước. Lấy nước ở đâu? Chờ ta đi với. Chờ ta đi với. Gần tới chưa? Ta khát quá. Ngươi có thấy gì đó không? Không, ta không thấy gì hết. Ô nước kia, chạy mau, bên kia, chạy. Nhanh lên, ta khát quá. Nước kia. Nước của ta, ta sống rồi. Khoan đã, con đuôi. Khoan đã, từ từ, đừng có đi vội. Trời. Đã quá. Lòng này cũng được nước như thế này. Ôi bố. Người lại. Ngươi là người của bộ tộc nào dám đến đây uống nước của làng ta? Tại sao ngươi lại uống nước của làng ta? Tại sao? Đi nhanh lên. Bộ tộc nào mà dám đến đây uống nước của làng ta? Đi nhanh lên. đang xa mà không xin phép. Đi nhanh lên, không ta đâm người chết. Nhanh lên. Hai thằng ơi. Nhanh lên, đi nhanh lên. Ôi nhanh lên. Ôi nhanh lên. Ra được báo rồi. Chờ đã. Chờ nữa là đặt chết mẹ nó rồi. Cái gì? Mi nói cái gì? À, tao kêu nếu mà không... Thằng này nó mặc lên. Nhưng mà chờ tao im lặng để tao hỏi. À. Hai người là bộ tộc của làng nào mà đến đây uống nước của làng ta? Nói nhanh không tao đâm chết chó mày. Ra là quần dài. Ngươi là cái gì? Dạ ta là quần dài. Rồi thôi im, im. Tao hỏi đến đây thôi, còn mày là thằng nào? Ta là quần đuôi. Mày là quần đuôi à? Sao hai thằng mày, thằng quần dài, thằng quần đuôi mà mày mặc giống cái váy thế? Hai thằng mày, mày im mồm. Tao chưa cho mày nói. Thằng này nói chưa? Tại sao mày uống nước làng ta? Mày ngồi thẳng lên, ngẩng mặt lên. Nhìn mà vào đây này. Mày là người của bộ tộc nào dám đến đây uống nước của làng ta? Ta chưa uống. À, thằng này. Uống con ngọm à? Tại sao mày lại uống nước của làng ta? Nói nhanh không tao đâm mày chết. Nói nhanh có nói không? Ta khát quá nên tao uống có một ngụm thôi mà. Cái gì nó to lên? Ta khát quá, ta mới uống có một ít thôi mà. Một ít à? Đúng rồi. Nước của làng ta mày không được uống nghe chưa? Tưởng cô lên. Chưa xin phép ta mà uống ra ta đâm chết nghe chưa? Nước làng ta chỉ được giặt quần thôi, không được uống nghe chưa? Nghe chưa? Nghe rồi. Quỳ lên. Nước để giặt quần ra. Quỳ lên đàng hoàng. Rồi. Bỏ tay ra sau đầu nhanh lên. Tao đâm chết. Con thằng này. Mày là người của bộ tộc nào? Ta là người của bộ tộc Quần Que. Nhưng mà tên ta là tên Quần Đuôi. Quần Đuôi hay Quần Dài? Quần Dài luôn. Mày là thằng Quần Dài, còn thằng này là Quần gì? Quần Đuôi. Quần Đuôi mày cho mặc váy giống như. Hai thằng mày ngồi lên. Ngươi đi đến với ai? Bộ lạc nào sai các ngươi đến đây? Ngươi đến đây với nhằm mục đích gì? Nói nhanh. Ta đi lạc. Một thằng nói, thằng này im, thằng này nói. Ta đi lạc. Thôi thằng này im, thằng này nói. Mục đích này uống nước. Nước ở đâu mà mày uống? Nước ở hồ. Hồ nào? Cái nước ở hồ kia kia. Cái nước đây không cho ngươi uống nghe chưa? Tại sao ta chưa uống? Ngồi thẳng lên tao đâm chết. Bỏ xe xa ra. Còn thằng này? Ai cử ngươi đến đây? Không ai cử hết. Ai? Nguồn nước này cử chúng ta. Im. Ta khát nên ta thấy hồ nước nên ta uống thôi. Ngươi đi đâu mà khát nước ở đây? Ta đi lạc. Lạc cái gì? Bộ lạc của ngươi đâu mà lạc? Nói nhanh không tao đâm chết chim mày này. Ta đi vào rừng rồi lạc mất bộ lạc của ta rồi. Bộ lạc ngươi là bộ lạc gì? Nói nhanh. Bộ lạc của ta là bộ lạc Quần Đuôi. Quần Đuôi. Còn thằng này? Bộ lạc của ta là bộ lạc Quần Dài. Quần Dài. Thằng này là Quần Đuôi. Tại sao là mặc váy? Bỏ tay ra tao đâm chết. Tại vì thấy nó đẹp nên mặc thôi. Thằng này quy lên. Lần sau không được uống nước làng ta nữa nghe chưa? Được rồi. Thằng này nữa nghe chưa? Chưa uống mà. Thằng này chưa uống là không được uống. Còn thằng này uống rồi không được uống nữa nghe chưa? Nước này không được uống nghe chưa? Được rồi. Nước giếng thần nó không được uống. Nước đó là nước để giặt quần không được uống. Ơi buôn làng của ta ơi. Có hai thằng thổ dân ở buôn khác đến đây phá nước làng ta. Chúng nó nhằm mục đích đánh chiếm làng ta, chúng ta phải xử lý nó sao đây? Ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt. Ăn thịt sao? Thịt thằng này gầy lắm, ăn không ngon. Thằng này toàn sườn không, ăn không ngon. Đưa cái tay lên. Thằng này cũng sườn không, không ăn được. Đùi không có cái gì ăn cả, còn thằng này nữa. Không có cái gì ăn hết, bây giờ phải làm sao? Thả ra đây. Thả ra, thả ra. Thả sao? Được rồi, trước khi tha tao bắt các ngươi làm một việc. Việc gì? Đứng đấy. Đứng lên mày, vừa bảo đứng mà. Đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Sao biết ta đói bụng mà cho ta con chim hay thế? Cái gì? Mày nói cái gì? Thôi đi thôi. Thằng kia đứng lại. Đứng lại tao bắn mày chết. Lại đây. Mày diên lô quá. Ngồi xuống. Tao sẽ diên lô vậy đó. Quỳ xuống. Cho đánh ngưỡng mà. Mày nói cái gì? Cho ta. Cho ngươi à? Mày bị điên à? Mày vặt lông nướng cho tao, nhanh lên, tao đang đói. Nhanh lên, không tao làm thịt hai thằng mày. Không có nước cho mà vặt. Nhâm nước đi. Ừ, vặt đi, một thằng đi nhâm lông, một thằng đi vặt nước đấy. Nhanh lên. À, mau. Vặt lông nhanh đi, không tao đâm mới chết. Mày vặt nhanh lên, tao đã bùng lắm rồi. Từ từ, khoan đã. Đợi ta xíu, để ta lại, kia ta lấy dụng cụ làm cho nó nhanh. Đúng rồi. Ngươi lấy mau lên. Nó lấy thì mày vặt đi. Đúng rồi. Mày không vặt, tao vặt mày luôn giờ. Nhanh lên, tao đã bùng lắm rồi. Buôn làng của tao đang chờ. Ngươi biết buôn làng của ta đông lắm không? Ngươi có biết buôn làng của ta bao nhiêu người dân không? Không. Không biết sao? Thằng kia mày có biết buôn làng của tao bao nhiêu dân không? Không. Được rồi, tao thôi. Để ta làm vậy nhanh hơn. Làm gì? Để ta nhìn cho kỹ nè. Ở thằng kia. Sao? Đưa ta xem. Đây. Người này ở đâu? Cái này ở đâu ra? Tại sao người có cái này? Nói nhanh. Ta không biết. Tại sao không biết mà người cầm cái này ở đâu ra? Nói nhanh, cái này là con của con trai ta mà. Ở đây nhanh lên. Tại sao người có cái này? Tại sao? Của thằng con già này nó cho ta. Tại sao các người có nó? Nó kêu là của cha nó để lại cho nó, rồi nó cho ta. Sao đó? Đúng rồi. Cha nó là. Dân tộc gì? Quân quê. Quân quê. Cha ta lên quân quê. Quân quê. Đúng rồi. Ta là con trai. Ta không biết gì. Người đồn lao. Cái này mà là của. Đang người để là sao? Người quỳ xuống nhanh lên. Không ta đập quỳ chết. Nói nhanh. Cái này ở đâu ra? Nói nhanh. Cái này cho cha ta để lại. Cha ta. Người tên gì? Ta tên Quân Dài. Tại sao là cha là quân quê và người là tên Quân Dài? Ta cũng không biết rồi. Đấy là do cha nó làm. Không lên nào. Không lên nào. Không được. Không thể như thế được. Không thể như thế được. Con ơi. Con trai của ta. Tại sao ngươi lại khóc? Ta thấy rất là tội cho ngươi. Tại sao là tội cho ta? Tại vì con ngươi đã bị thất lạc. Ngươi đến đây, đưa ta coi và chim lên ta xem. Hồi nhỏ ta đem ngươi ra, ngươi có cái bớt ở ngay chim. Để ta kiểm tra biết có phải không. Người đứng thẳng lên. Ta kiểm tra. Còn ta sao? Cha. Quân Dài. Quân Phê. Ngồi vào đây ta tìm con. Các ơi. Ngươi đi đâu mà đánh nhau, ngươi mới tìm đến ta hả? Tăng con gà này. Ta đi trốn. Ngươi có biết ta nhớ ngươi như lòng vòng con trai của ta. Không nhớ mình đó. Không nhớ mình đó. Con không đi tìm cha đâu. Tại sao? Tại vì con tìm nhiều lo lắm rồi. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn những con trai của ta. Không tìm đâu. Để tao nuôi. Thằng này đứng nó đứng sau. Thằng kia nó đứng trước. Lên, đứng thôi. Có chân lên. Có chân lên. Rồi. Rồi. ta phải chung tay để bảo vệ cái hồ của làng nước quần què này. Mà ta dặn các ngươi hồ này không được uống nghe chưa? Được rồi, ta nhớ chưa? Nhớ rồi. Hồ này chỉ để dùng ra để giặt quần thôi nghe chưa? Nghe rồi, chúng ta phải đi giặt quần thôi. Rồi, hello các bạn, chào các bạn. Thì dạo gần đây mình cũng không thể nào mà đóng những clip trẻ trâu rồi các kiểu được, bởi vì phụ huynh trẻ trâu không cho phép. Đấy, nên thôi anh em mình đóng mấy cái sầm sàm cho hay thôi, cho vui thôi. Đấy, cũng không nằm mục đích, bây giờ cũng không thể nào kiếm tiền được từ YouTube nữa rồi. YouTube dạo này nó khắt khe quá, ok. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, thấy ok, thấy ủng hộ mình thì hãy nhấn like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người nha, để biết đến cho chúng mình nha. Và thông báo với các bạn luôn thì hôm nay mình sẽ tuyển 2 diễn viên là trẻ trâu. Đấy, trẻ trâu Đạt Trẻ Trâu và Thuận Chẩu Tre để diễn những clip hài sau này nha các anh em. Mong mọi người ủng hộ tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn nha.